Lần đầu tiên tụi con gặp nhau là cách đây 20 năm. Con năm nay con mới 26 tuổi. 26 là 6 tuổi. Dạ con 6 tuổi, con mấy tuổi? 7 tuổi ạ. Con là thủ dạng là cũng hiền ngoan học chăm á. Xong rồi cái bạn này vô lớp mà vừa đi học trễ mà lại được đặt cấp vô học chung lớp với con. Hồi xưa không biết sao mà bạn rất là lười học bài. Nhưng mà khi nào đi thi cũng được điểm cao. Trời ơi. Con ghét lắm, con ghét luôn. Tao lùng, tao nhỏ con thôi mày chở tao đi. Cũng có kiểu như là sao thằng này nó cũng hay hay, cũng vui vui. Nó bắt đầu để ý tí. Trong lòng nó cũng kiểu cũng khoái khoái á con. Chào cô Hùng Vân, con chào chú Phú Thuận. Con là Nguyễn Khánh Ly, năm nay 26 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Công việc chính của tụi con là kinh doanh bất động sản. Con chào cô Hùng Vân, con chào chú Quốc Thuận và chào quý khán giả của chương trình. Con tên là Ngô Quang Hoan. Con cũng là sinh ra và lớn lên ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại bây giờ vợ chồng con ở Đà Lạt. Vậy thì dạ, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì dạ, ấn tượng về nhau ra sao? Lần đầu tiên tụi con gặp nhau là cách đây 20 năm. Con năm nay con mới 26 tuổi. 26 là lúc 6 tuổi. Dạ, bạn con 6 tuổi, con mấy tuổi? Con 7 tuổi ạ. Tại vì tụi con là cùng đạo Công giáo với nhau. Trong Công giáo là cũng được đi học nhà thờ như ở ngoài đời hồi nhỏ vậy. Hai bạn này gặp nhau ở cái lớp ở nhà thờ. Như vậy là tụi con có làng xóm láng giềng không? Dạ có, tụi con ở gần nhau, tức là hai vợ chồng con ở chung trong một cái giáo xứ. Lần đầu tiên con gặp bạn ấy là con nhớ không? Hồi xưa là đi học trong lớp á, là con là thuộc dạng là cũng hiền ngoan học chăm á. Xong rồi cái bạn này vô lớp mà vừa đi học trễ mà lại được đặt cấp vô học chung lớp với con. Hồi xưa không biết sao mà bạn rất là lười học bài. Nhưng mà khi nào đi thi cũng được điểm cao. Trời ơi. Con ghét lắm. Con ghét lắm. Rồi nhìn nghiêm túc lắm cô. Đi đâu cũng mang quần áo sơ mi với lại giày sandal. Đi lễ cũng mang như vậy, đi chơi cũng mang như vậy. Tại vì tụi con học từ nhỏ tới lớn là học chung một lớp mà. Là chỉ có một hình ảnh là quần áo sơ mi thôi. Nhìn như một ông cụ non vậy á. Nói thẳng với trong mặt là ghét. Đó, đó. Thế còn Hoang thì sao? Hồi mà con vào trong lớp á cô, là lớp thì đông lắm. Nhưng mà cái cô này á thì cô lại cao nhất lớp. Thấy thì dễ thương. Nhưng mà lại gần thì ghét. Thì sao vậy? Tức là cái tính của cô này á, cô có cảm giác giống như là cô hơi chảnh á. Dạ. Tại tao đẹp lại. Đúng rồi, chút chắc là đẹp. Kiêu căng đúng không cô? Biết rằng mình cao nhất lớp nè, mình xinh xắn mà mình lại siêng học. Mà nhỏ tuổi nhất lớp đó cô. Con không có ưa. Tóm lại là cũng không ưa luôn. Dạ đúng rồi. Đến khi nào mới ưa nhau? Đến khi mà con học khoảng lớp 9, lớp 10 á. Wow. Là bắt đầu con mới cảm thấy cái bạn này dễ thương. Mấy cái bạn này xong rồi không có kêu mày tao nữa. Diễn chuyện qua kêu tên. Hay gài kèo để đi chung con, cứ hay bắt cặp chung với con. Cặp xe đạp cũng lấy cớ là tao lùn, tao nhỏ con thôi mày chở tao đi. Cũng có kiểu như là sao thằng này nó cũng hay hay, cũng vui vui. Rồi bắt đầu để ý tí. Trong lòng nó cũng kiểu cũng khoái khoái á con. Lại có một cái duyên cũng hay, thế là khoảng tầm lớp 8, 9 gì đó, tự nhiên cái con là muốn đi tu. Cái xong cái con mới gặp sơ trong nhà thờ á, con nói với sơ là gì bây giờ con muốn đi tu sao? Chị nói với con này, con bây giờ mà đi tu á, con còn nhỏ quá mà sao tu được, nó lớn một tí nữa. Mà con kêu không, con muốn đi tu lắm. Cái gì sơ nhà thờ mới hỏi con là yêu ai chưa? Con kêu chưa. Cái gì mới kêu là không được rồi, về yêu đi, lớn lớn một tí mà nếu mà không yêu nhau được mà tức là chia tay á, thì lúc đó là mình cảm nhận cái tình yêu nó đau khổ thế nào thì lúc mới đi tu được. Thế là con về con thấy cô này dễ thương này, con tán với cô này. Lúc mà bạn tỏ tình hoặc là kiểu như ấy thì con đã đón nhận cái điều đó trước chưa, hay là đến lúc khi mà bạn tỏ tình thì con mới cảm thấy là hay là mình nhìn lại để mà mình xem mình có yêu bạn này hay không? Lúc đó con mới có 15 tuổi à, là con học lớp 10, chồng con học lớp 11. Nhắn tin qua lại với nhau thì tự nhiên cái ổng mới nói là Hoan thích Ly. Mà lúc đó con cũng chẳng lắm cô. Con đâu có trả lời liền đâu. Mà lúc đó là con, mặc dù con đã thích ảnh rồi, con vẫn kiểu thôi từ từ đi, Ly chưa muốn đề cập tới chuyện yêu đương lúc này. Xong mấy một tuần nó không nhắn tin luôn. Một tuần đó con thấy như thế nào? Buồn, con buồn lắm. Cái xong cái là lúc đó con cảm nhận là mình đã biết đau khổ trong tình yêu là gì rồi đó. Là mình sẽ đi tu đó. Một tuần sau con hỏi lại tiếp lần nữa, cô trả lời là Mahakita. Gì? Mahakita. Dạ Mahakita. Cái con Mahakita là cái gì? Không hiểu. Xong con mới search Google thì con biết là Mahakita nghĩa là tôi yêu bạn. Là cái tiếng của nước nào vậy? Hồi nhỏ hay dẹn xíu cô đi chơi với bạn. Xong rồi mấy đứa nó về nó kêu, ê tao biết cái tiếng này hay lắm nè, tiếng Philippines. Ra được và hiểu được ý nghĩa đó rồi thì như thế nào? Con thấy vui lắm, cũng đan xen đó chứ là bây giờ là mình yêu tu hay không là mình tu. Rồi sao nè, ủa chị nhân tới nhà gặp cổ không? Dạ lúc đó thì là vợ con lại đang còn học ở một cái trường xa nhà, cách nhà còn tầm 10 cây số á, mà vợ con lại ở nội trú. Thì rất là khó để gặp nhau, gần như không gặp nhau được. Chỉ chờ đến cuối tuần lại là lên nhà thờ sẽ gặp nhau tiếp.
Tự nhiên khi mà gặp lại chú, nó sượng. Sướng. Dạ nó sượng lắm. Sướng kỳ lắm. Nhắn tin thì nói chuyện rất là thoải mái, nhưng đến mà khi gặp ra là sướng. Tại vì trên tin nhắn thì bắt đầu lúc khi nhắn tin là ok, thống nhất là bây hai mình quen nhau nha, yêu nhau thì sẽ không còn là hoa anh ly nữa mà chuyển sang là anh với em. Đúng với độ tuổi anh lớn hơn thì anh phải là anh. Em là ba lần xưng hô đó. Từ mày tao cũng có hoa anh ly xong rồi mới tới anh em. Dạ. Sượng lắm, sượng chân là giả chân cái mặt á. Dạ. Hai đứa quen vậy là chắc chắn là không có cho gia đình biết rồi đúng không? Đó, đến khi nào thì gia đình mới biết. Từ lúc mà tụi con yêu nhau cho đến ngày tụi con cưới là 11 năm. Thì suốt 8 năm là tụi con bị cấm yêu. Bắt đầu yêu thì khoảng chừng 6 tháng sau là gia đình phát hiện. Gia đình biết. Mà sao biết? Khi mà hai đứa còn nhỏ mà cô. À, yêu nhau thì chắc chắn nó sẽ có những cái biểu hiện nào đó người lớn họ sẽ phát hiện được. Phát hiện được. Dạ. Xong rồi là mẹ của con. Mẹ của con là cái người mà theo dõi hai cái đứa này. Tự nhiên là không được. Thứ nhất là mày còn nhỏ quá, mày phải đi học. Cái thứ hai là mày muốn đi tu, bao giờ mày có nhiều là không được. Thế là mẹ con mới đi qua gặp mẹ vợ con. Thế là hai bà thủ thỉ nhau nào đó về cấm. Và cấm suốt 8 năm trời. Dạ, trời ơi. Tức là cái thời gian đầu của chú là tụi con bị cấm. Kiểu như là không phải là ngăn cấm đâu, chỉ là không cho yêu thôi. Nhưng mà vẫn được gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì nó có một cái chuyện buồn. Đó là giống như con mà đi chơi với vợ con mà mẹ con thấy là mẹ con mét mẹ vợ con. Mà mẹ vợ con thấy là mẹ vợ con mét mẹ con. Rồi giữa các phụ huynh nói chuyện với nhau đó thì nó có những cái lời không hay. Là tự nhiên hai gia đình từ không có gì hết, chuyển qua là xích mích nhau luôn. Từ hợp tác với nhau thành một bất hòa. Bất hòa luôn. Và từ cái sự bất hòa đó mà gọi là ngăn cấm tụi con luôn. Có khi nào các con đi cùng nhau đi chơi mà bị gia đình phát hiện không? Có đúng dạ, không? Có, những người là biết là có. Chính thức yêu nhau là ngày 24 tháng 12 năm 2012 là ngày kỷ niệm tình yêu của hai tụi con. Là ngày tụi con trao nụ hôn đầu tiên. Thì tới năm 2017 là lúc đó con đang học năm 2 đại học, chồng con là học năm 3. Trong suốt một năm đó là tụi con kế hoạch là bỏ ống heo để đi xuyên Việt bằng xe máy. Trốn gia đình đi 1.5 tháng liên tục. Từ Vũng Tàu xuống miền Tây rồi đi vòng ngược lên lại Vũng Tàu để cho chồng con báo cáo báo cáo thực tập. Xong tụi con lại vòng lên lại Bắc, đi Sapa, đi Hà Nội rồi về vòng lại về Vũng Tàu. Thì tụi con cũng nghĩ là bây giờ nếu mà đi chơi á mà bị cấm mà thì phải những ai mà liên quan tới họ hàng dòng họ block hết, chặn hết. Bà con hàng xóm luôn. Hàng xóm là chặn Facebook hết. Lâu lâu đăng tấm hình thôi, nhưng mà chặn hết, không cho ai thấy, chỉ để bạn bè thôi. Thì tụi con đi xuống Cà Mau, xong rồi vòng lên cái Kiên Giang, đang ở Kiên Giang, đang chơi vui vẻ, cái mẹ con gọi. Ly, con đang Kiên Giang hả Ly? Kêu, đâu, con đang đi làm thêm Vũng Tàu mà. Đừng có xạo mẹ, đang ở Kiên Giang với thằng Hoan đúng không? Trời ơi, lúc đó con không biết phải như thế nào nữa. Ai thấy nè. Là tại vì là do con bạn con, mẹ con bán ngoài chợ. Cái con bạn con nó đi chợ, nó gặp mẹ con, cái nó vô tình thôi cô. Kêu, cô, con Ly với thằng Hoan đang đi chơi với miền Tây vui hè. Con Ly với thằng Hoan đang đi chơi với miền Tây vui hè. Cái mẹ kêu, ủa, nó đi học mà, chơi đâu chơi? Cái con nhỏ này nó thấy nó bị lố bị hố. Ủa vậy hả? À vậy thôi cô bán đi, con đi về. Thế là mẹ con mới lật đật gọi điện thoại cho con. Rồi bây giờ lúc đó không còn nói xạo nữa, cái là con mới nói với anh Hoan là bị mẹ phát hiện rồi. Cái lần đó về bị xử lý sao? Cái đêm đó mẹ mới nhắn tin cho con, mẹ kêu là về liền. Thế sáng ngày mai hai đứa chạy xe máy từ Kiên Giang về Vũng Tàu. Nhưng mà con không dám về thẳng nhà con. Con về Vũng Tàu. Lúc đó là con biết chắc luôn là cỡ nào lần này về là vợ con bị ốm đòn thôi. Chắc chắn rồi, mẹ vợ con gọi mà rất là căng thẳng. Xong rồi ba gọi, mẹ gọi liên tục rồi bắt về. Con mới suy nghĩ là bây giờ là để về anh kêu mẹ của anh đi, nhờ mẹ của anh rồi đi qua, thì mục đích đó là để có một cái người lớn và xin gia đình bên đó là đừng có đánh con nhỏ này tội nghiệp nó, tại vì cái thằng này nó rủ đi chứ không phải là cái con đó nó tự đi. Kiểu vậy á. Thì mẹ con cũng qua, thì mẹ con qua cũng nói là thôi anh chị đừng đánh bé tội nghiệp. Vậy thôi thì lỗi là con tôi hết. Dạ, lỗi là do con tôi hết. Nên là thì đúng là đợt đó thì vợ con không bị đánh. Không có bị đánh nhưng mà chỉ bị la thôi. Sau đó thì là chắc là gia đình cũng là bớt ngăn cản rồi đúng không? Phải chấp nhận thôi. Dạ không. Cấm hơn luôn. Dạ cấm hơn luôn. Gặp mặt nhau luôn. Lúc đó là cấm tiệt luôn đó chú, là không cho gặp mặt nhau luôn. Ủa nhưng mà tụi con lúc đó là đang học đại học mà đúng không? Dạ tụi con đang học là đang học Sài Gòn hay là học ở thì con học ở Vũng Tàu. Lý do gì mà xong cuối cùng tụi con có thể lấy được nhau? Chính thức mà gia đình hai bên, tức là ba mẹ hai bên ngồi xuống với nhau và nói chuyện với nhau rồi xóa hết mọi cái rào cản hai đứa thì là năm 2021. Là mới đây. Dạ mới đây.
Ôi trời ơi, con cỡ là coi như là vậy là tụi con mới cưới đây luôn. Tụi con mới cưới. Trước khi cưới là hai gia đình mới biết tất cả mọi thứ rồi. Dạ, như dạ là đầu năm 2021 cô, là tới bây giờ là 3 năm. Rồi bây giờ coi như các con đến cái phần mà ai cũng thích cả, đó là cái phần mà vạch mặt đối phương. Hậu hôn nhân đó con. Ở chung nhà với nhau thì những cái tật xấu. Có những tật xấu gì từ trước cho tới bây giờ nó có mà làm cho bản thân mình vẫn chưa ưng lắm về đối phương của mình. Đây là cái đoạn mà con thích nhất đó. Rất nhiều người thích. Cho vợ kể chút. Hỏi chấp đó luôn á. Chấp luôn. Chồng con có một cái tật xấu là chồng con rất là hay đi kể tật xấu của con cho mẹ của con với lại bạn bè của con nghe. Nhưng mà không có phải là kể tật xấu bình thường, mà con xấu một thì chồng con sẽ nhân lên 100, 1000 để kể. Đơn đặc. Nó thêm đó. Đơn đặc. Dặm mắm thêm muối. Dặm mắm thêm muối. Mà thêm rất là nhiều luôn á. Thêm mắm cốt luôn chứ không phải thêm mắm sâu nữa. Vậy ông đi chứ đi ăn đầu bếp à. Đầu bếp pha chuyện đó. Dạ. Tới tay con. Mà không biết sao kể trước mặt con luôn. Khi kể ra thì mọi người ai cũng kiểu như rất là hả hê, rất là vui, rất cười á. Con nhiều khi con cũng bị quê á cô. Trời ơi, mình xấu có một à, mà qua cái miệng ổng cái nó lên vậy nè, quạo á, sao tự nhiên em có một xíu mà anh thích làm cho nó to lên để cho mọi người cười hả hê về em vậy. Cái chồng con kêu, nhưng mà em thấy vui không, đâu có dễ gì để lấy được nụ cười của mẹ và nụ cười của mọi người. Rồi lại lẻo đẻo đi theo năn nỉ thôi, rồi lần sau vậy và tới giờ cũng vẫn còn. Sau đây thì con đi học lớp biên kịch đi. Bên cô đang tuyển sinh đó nha. Có nghĩa là người tạo drama đó. Còn thật xấu gì nữa nè? Dạ, lâu lâu cũng hay quạo quạo á, đang ngồi cái la lớn lên cái con kêu mắc gì la lớn, con ghét ai mà nói chuyện con mà nói lớn tiếng lắm. Xong rồi con quạo ngược lại. Năn nỉ xong rồi lại đi năn nỉ ngược lại con. Chà, như vậy là chắc cũng không phải thật xấu đâu, tại vì nói chung nghĩ nào ai ó cảm xúc thôi, cảm xúc. Vậy con có mong muốn chồng con thay đổi điều gì không? Giống như cái trong mấy ngày cưới con có nói với chồng con á, là con vẫn muốn là chồng của con là cái người mà con gặp 20 năm về trước, rồi 11 năm trước con yêu như thế nào thì tới bây giờ con vẫn muốn chồng con là như vậy. Coi như là y xì vậy đó. Để nguyên, dạ, để nguyên như vậy. Không có xê dịch một cái gì hết. Tới con đó Hoàng. Vợ con tật xấu thì nhiều lắm cô chú. Nhưng mà những cái tật xấu vợ con cảm thấy là nó chỉ là những cái gì đó cho cuộc sống nó vui hơn thôi cô. Thấy chưa? Y chang thôi. Nhưng mà có cái tật xấu này là con phải kể này. Rồi kể đi. Đó là vợ con nhậu vào rất là quậy. Quậy sao? Quậy kỳ quậy luôn cô. Quậy kiểu gì? Nếu điên điên là, cùng khùng, dạ, điên điên là... cùng rồi nói nhiều, rồi nói nhây. Là có một lần nha cô, tụi con ở Vũng Tàu là nhóm bạn với nhau thôi, cái xong cái là ở phòng trọ, ở nhà trọ mà nhậu vô xong cái ra ngoài đường đó cô, cái cửa nhà người ta, cái cổng nhà người ta đu xong cái con kêu ủa em làm gì á, em thử coi cái cổng chắc không vậy đó cô. Cái là vợ con mà nhậu vô kiểm soát nhưng mà nghịch lắm, không phải là kiểu giống là nhậu vô là không kiểm soát được, nhưng mà con dám chắc là vợ con kiểm soát được cái hành động đó, tại vì ngày mai hỏi là nhớ. Nhớ là hôm qua em làm vậy đó, hỏi sao vậy, vui vậy rồi. Vui quá mức. Dạ, vui lắm, vui quá. Dạ, mức khi mà có rượu bia vô người. Dạ, vợ con mà nhậu vô là vui lắm, nhưng mà được cái là vợ con nhậu vô là vui thì bạn của con nó rất thích là nhậu với vợ con. Cứ bạn của con mà đi nhậu với con hỏi có vợ mày không. Tại con biết không, trong hai... một cuộc nhậu đó, cái người mà tạo một cái những cái câu chuyện vui đó là bao giờ cũng là cái người mà được mọi người yêu mến. Là đây. Em nghe bây giờ hai đứa tụi nó y chang nhau à, em thấy không? Nãy bé vợ kể với bé chồng y chang, giờ bé chồng kể bé vợ y chang, đúng không? Người tạo drama mà làm cho gia đình rất là sung sướng. Người tạo comedy. Bên đây á, bên đây á là ra những cái hành vi hết sức là bất ổn nhưng vô cùng tạo sự hứng thú cho mọi người, tạo đúng không? Cười. Còn một cái tật xấu nữa, đó là vợ con là rất thích chơi chữ, cái của nói là hay văn vẽ lắm cô. Chẳng như là con mà hay cãi á là sẽ nói là anh đó nha, thường người ta sẽ nói là anh là toàn là cãi chày cãi cối. Còn vợ con không phải vậy cô, anh là cãi là cái chồi cái cháy, anh là cãi là cái chồi cái cháy. Anh nói cái chứ không phải là nói văn nói vậy. Con cười cụ em cái cồi cái cháy gì kêu cái cồi cháy phải thì cái chồi cái cối. Thế vậy cô mà không có biết cái chữ đó. Nhưng mà thích nói. Nói dạ. nói chữ mà nói được mà nói không có đúng. Dạ đúng rồi. Thích nói chữ mà nói không có đúng. Giờ muốn thay đổi cái gì điều không? Mà con muốn vợ con thay đổi nhất đó là bây giờ là muốn đóng góp ý kiến gì cũng được, nhưng mà nói chồng nghe trước rồi đi ra ngoài nói, chứ đừng có nói ra ngoài ta cười chết. Con chỉ có chừng đó thôi. Tức là đừng có bị hố đó. Chồng dặn là không, đừng bao giờ để bị hố nghe chưa. Còn lại thì những cái tật xấu của vợ con thì con thấy là nó chỉ làm
những cái gì đó điểm xuyết, dạ, điểm xuyết cho cuộc sống thú vị hơn. Cái vụ chơi chữ là vẫn giữ nguyên đúng không? Vui tại vì nó sẽ tạo cho những đợt drama nó sẽ có tiếng cười. Có những lúc hai vợ chồng con đang cãi á mà vợ con chơi chữ, vợ con chơi chữ xong cái con cười luôn. Đúng rồi. Hết bạo luôn. Hai chồng hết bạo. Dạ. Đúng chưa? Đây cái đó nên giữ lại. Ok. Hai vợ chồng này đáng yêu quá. Có cái gì đâu mà đóng một góc ý kiến. Chỉ mong là cuộc sống hai vợ chồng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa nha, và ngày lành tháng tốt, giờ đẹp sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời. Dạ. Xin gái hoặc xin trai giống ba với mẹ. Dạ. Và giỏi giang như ba với mẹ. Dạ, cảm ơn okay. Cô. Cảm ơn con. Em là Hoàng Huấn, năm nay em 29 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông. Còn em? Dạ, em tên Quỳnh Như, 29 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Anh đoán không lầm thì là hai bạn có phải quen nhau từ thời đi học không? Dạ. Là một cặp thanh mai trúc mã. Dạ đúng. Dạ chính xác. Ở đó lúc mà tụi em còn là sinh viên thì có ở chung cái khu ký túc xá, thì hay có cái màn là phòng nam sẽ tổ chức đi giao lưu với các bạn của phòng nữ, chơi cái trò chơi gọi là tìm hiểu ý nhau. Thì lúc đó chia cặp ra thì em không có được ngồi chung với cái cặp của cô này, nhưng mà thấy cô này xinh lắm, muốn qua ngồi, nhưng mà giống như mấy bạn nam giành nhau vậy, cô nào xinh thì quá. Tụi nó không có cho mình qua nên mình ngồi với cô kia, nhưng mà cứ để ý cô này là quen nhau từ cái đêm đó. Em có ấn tượng giống như chồng em ấn tượng em không? Dạ không, em thì thấy anh này khù khù sao á, có lanh lẹ như cái suy nghĩ của em, cái người mà em thích là thích bảnh bảnh một chút. Rồi đến khi nào thì mới suy nghĩ về nhau? Hai đứa em là gặp nhau tại cái trung tâm học tiếng Anh buổi tối. Dạ, dạ. Đi đăng ký lớp học tiếng Anh thì tình cờ gặp cô này cũng đăng ký chung. Nên cứ dạy gặp quần nhau hoài, tới ngày viết cho em cái lá thư dài thiệt là dài, chép nguyên bài thơ đôi dép vô nữa. Em còn nhớ cái bài đó không? Dạ giờ em nhớ có mấy câu. Đâu mà nhớ câu nào, đọc câu đó đi. Đại khái là nói là một chiếc này không thể thiếu một chiếc kia, trên đường đời lúc nào cũng song song một đôi mà không thể nào thiếu chiếc khác được. Nói chung là đôi dép đôi giày giống nhau, okay. Không thể nào đi một chiếc được. Dạ. Rồi lúc mà em nhận bài thơ đó rồi thì chắc chắn là trong lòng cũng có một chút xíu sao. Dạ đúng. Đọc thì em cũng thấy cái sự chân tình ở trong đó. Nhưng mà thiệt là lúc đó tình cảm mình nó không có, suy nghĩ tới lui vậy đó. Rồi dạ rồi viết lại một lá thư dài không kém. Bài thơ đôi gì nữa? Dạ không có đôi gì hết mà là đôi đường mạnh ai nấy đi. Bài thơ đôi đường. Rồi nó nghe nè, anh thấy có vẻ như là cái chuyện mà em tỏ tình với cô này cũng hơi nhiêu khê và gặp gần đúng không? Dạ đúng. Cái trong bao lâu? Bao lâu? Khoảng 3 năm em lãng mạn á, cũng đầu tư chịu khó nghĩ ra trò này trò kia, nhưng mà cô này tạt nước sôi vô mặt không à. Không phải nước lạnh đâu nha. Có đốt một rừng nến hình trái tim rồi ngồi ở giữa xứng nước thô thôi. Dạ không không. Chưa đánh đỏ đó. Nhưng mà hồi đó thì trong ký túc xá tụi em mà có tổ chức cái cuộc thi tiếng hát của sinh viên. Thì đó em có đăng ký tham gia rồi mời cô này đi coi. Tại vì lúc đó em đã lọt vô chung kết rồi. Mọi người tin chú rể hay không? Có tin không? Bây giờ có muốn nghe chú rể hay không? Hát một vài câu được không? Dạ nếu anh chị quý vị đồng ý cho em tràng pháo tay được không ạ? Yeah! Đời vừa sinh cho những ân cần, cho môi ngoan nồng ấm. Em xuân sao cho sắc xuân dấy lên đôi vần thơ. Ngực trầm sinh cho tiếng nói yêu vang vọng vào đời chói chang. Cho ánh nắng vuốt ve bờ vai, cho vừa đôi chân êm ái. Bấm không? Bấm hèn. Rồi lúc đó thì em nhìn. Dạ thấy hát cũng hay nhưng mà tới đó cũng chưa có tình cảm nữa. Kể giống như anh cái giai đoạn mà em knock out cái là dính luôn á. Knock out là sau cái cú đó là em nhớ là mùng 7 Tết. Thì nó nhằm đúng cái ngày 14 tháng 2. Thì em chạy từ ở trên Tây Ninh, em chạy bằng xe máy xuống Đồng Nai. Em đi 2 giờ khuya thì chạy sao mà em chạy không nhớ được, em chạy xuống gần tới Vũng Tàu mới quanh lại. Quanh lại thì đến nhà cổ là khoảng 5 giờ rưỡi sáng. Em để cái một bông hồng với một cái áo len. Em điện cho cổ, em thấy cổ ra nhận quà rồi em chạy về. Rồi xong trên đường về thì cổ có điện xong vô nhà chơi. Mà lúc trước là đuổi dữ lắm, nhưng mà sau cái món quà đó là hỏi sao không vô nhà chơi. Là em biết lúc đó là yêu rồi, có thấm rồi đó, thấm rồi đó. Cảm xúc của em lúc mà em nhận được cáo len và cái bông hồng, lúc đó em cảm giác lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy á. Nên là thấy cũng cảm động, quá chân thành luôn. Tại vì sáng dậy thì nghe hàng xóm nói thấy có thằng cứ đứng lấp ló mà mọi người trong xóm lại tưởng đâu là ăn trộm chó. Trời ơi thiệt, người ta lãng mạn tưởng đó. Nghe mình thấy tội ơi là tội, lúc đó thấy tội nghiệp. Rồi bao lâu thì hai bạn cưới nhau? Cũng khoảng 5 năm. Rồi sau khi lấy nhau về thì có gì trở ngại không? Chúng ta bắt đầu từ cái ngày đầu tiên đi. Cứ nói đại luôn cái đêm tân hôn đi. Mỗi lần hỏi cái đó là cái bị cái cà lâm à. Cái đêm tân hôn vui không? Dạ vui. Vui nhưng mà vui mà vui ra nước mắt á. Ủa là sao? Làm sao trời? Cũng vất vả lắm anh ơi cái đó. Nhưng mà sau này tụi em rút kinh nghiệm là phải tìm hiểu
kiến thức trước thì đúng. Bây giờ là hai bạn là đã hòa hợp hoàn toàn. Hòa hợp chưa? Dạ tới giờ chưa thấy. Không, anh hỏi ông chú rể. Dạ không, cổ chỉ có một cái là phụ nữ truyền thống mà. Chỉ có em là chủ động thôi, lúc nào trong những cái đó em cũng chủ động. Có thường xuyên bị treo giò không? Treo giò thì có rất là nhiều, nhưng mà vì cái lý do khác. Lý do khác, lý do gì trời? Lý do nó cũng đơn giản lắm chị. Xã ham vui lắm, mỗi lần gặp bạn bè là chơi tới bến luôn à, chứ không có dừng. Có nhiều cái sự kiện xảy ra mà làm mình rất là giận. Cụ thể là có một lần khuya là khuya, lúc đó gọi điện gọi riết em giận mà em đâu có nghe đâu, đi mà bỏ hai mẹ con mà con em còn nhỏ nữa. Cái giận vậy đó, cái tới ngủ tới 5 giờ sáng thì em thấy lủi thủi đi vô, em tưởng đâu là từ ở trên nhà bạn xỉn quá thì ngủ đã rồi dậy về. Cái tới tối đi qua bên nhà hàng xóm chơi, cái gặp bác hàng xóm nói tối hôm qua chồng mày ngủ dưới lầu 3. Đang điện hoài mà cổ không chịu ra mở cửa. Em đập cửa, em rung cửa, em đạp cửa đủ trò hết nhưng mà không ra mở ra. Em mệt quá em nằm đó em ngủ luôn. Bao lâu treo một lần, treo vậy là bao lâu? Chắc cũng hơn nửa tháng vậy chị. Trời, cái tuổi này mà em bắt chồng em treo giò nửa tháng vậy. Trời ơi, mấy ngày không là phát hùng rồi á. Cô này có cái là giận dai. Hỏi dạ. Thiệt luôn nha, khai thiệt nha. Rồi vợ em tuyết coi em vậy là em có đi đâu bậy bạ không? Dạ không, em được cái là chung thủy. Cái tự ái của em cũng cao lắm, nên thường hay xảy ra ví dụ mà cổ không cần, cổ không cho thì em cũng không cần. Em cũng rảy luôn. Cũng nghĩ luôn. Dạ. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt luôn, ví dụ vợ em treo, em nhắm em chịu nổi không? Cho nên đó thì chưa. Chịu nổi không? Cái sức của em quá. Cái đó hồi lâu quá. Không thì em làm cái gì? Dạ em năn nỉ. Biết sao chị hỏi vậy không? Thực ra chồng em đang ở mức độ là ngoan, chỉ có bê bối một số chuyện vậy thôi. Đúng không? Cái hình thức phạt treo giò đó là một hình thức, nó có thể là con dao hai lưỡi. Thì chị nói ví dụ thôi nha, 2 tuần chồng em chịu được, 2 tháng em vẫn không đồng ý, không chịu được. Em hiểu ý chị không? Cho nên chị nghĩ rằng cái cách đó không khả thi, dùng một hình thức khác. Như nào em tự em suy nghĩ nha. Rồi bây giờ nè, ngoài cái giận đó ra, vợ em có những điều gì mà khiến em vỡ mộng? Hồi lúc mà quen thì xinh, dễ thương. Nhưng mà từ lúc cưới về thì hơi xòe xòa. Nói chung là xấu xí một chút. Tại vì cổ không có chăm chút, sao cũng được. Chưa có quan trọng bằng cái việc là cổ nói nhiều, nói dai mà đay nghiến. Chì chiết em là, thí dụ cái chuyện đó 3 năm mà chạy dọc đường, chở ngồi sau lưng mà sực nhớ lại cũng nói lại được nữa. Nhớ dai dữ vậy hơn. Rồi chì chiết chứ lắm. Cái chuyện em té xe vậy, cái quần rách nát hết, bộ đồ em rách nát hết. Giặt sạch sẽ, treo lên cửa, móc lên móc để mỗi lần em đòi đi là chỉ lên cái quần nó nhìn đi rồi mới được đi. Thôi rồi dữ dằn. Ủa bây giờ còn keo không? Còn anh. Thế còn em? Đàn ông mà sợ chuột. Chị đồng cảm với em. Cái con chuột không biết tại sao mà sợ dữ vậy lắm. Cho trong mắt em là sợ chuột như vậy là không mạnh mẽ hay sao? Đúng rồi, em nghĩ đàn ông mà phải mạnh mẽ lên, mấy cái đó là phụ nữ thôi, con nít người ta sợ thôi. Em là em cũng sợ rồi. Bữa đó em quét nhà thì hả, đồ điểu kiểu như để lâu quá thì nó làm ổ, em la lên bỏ em chạy ra qua nhà người hàng xóm rồi. Kêu này qua ổng mặt mày sẽ lè sẽ lép còn ghê hơn em nữa, nhưng mà cũng ráng gồng lên gồng lên, mà em thì bên này em cứ cười hí hửng. Em vợ với vợ thôi mà hai người đều sợ hết. Chạy thấy hết chuột rồi là bỏ qua nhà người ta, ngồi lên gác nhà người ta rồi. Giờ chỉ còn mình em thôi, giờ không dọn thì chuột phải để đó. Phải ráng thôi, đúng không? Nhưng mà thì em cũng ráng thôi luôn đó. Còn gì nữa không? Cái thứ hai là bụng lắm, không có biết điện đóm rồi ống nước rồi bóng đèn hư rồi không biết làm. Vợ làm dễ mà, vợ làm thợ lên cao. Dạ nhờ người khác làm giùm. Dạ ba vợ. Không có gì nữa. Cái nữa tệ nhất là dơ lắm, lười tắm. Bữa nào em cứ nhắc á thì đi, còn không cái thí dụ đi đâu về trễ em mà ngủ rồi thì lủi đi ngủ luôn. Em có hai điều giống chị nha, sợ chuột là một, sợ nước là hai. Nước mà chị tắm mà nó lố 10 phút là chị bệnh đó. Kỳ vậy. Cứ kêu em là về tới thì tắm đi cho khỏe, mà em nói không, giờ tắm là anh bệnh. Tắm là bệnh. Không, chị nói thiệt. Không, bây giờ em muốn vợ em thay đổi gì vậy? Bớt chì chiết lại, nói cái gì thì nhỏ nhỏ thôi. Em thì hảo ngọt, ngọt cỡ nào thì em cũng chịu thay đổi. Còn lớn tiếng với em là em cứng đầu á. Còn gì nữa không? Chăm chút với bản thân nhiều hơn, không có dành thời gian để chăm sóc bản thân. Tối ngày cứ trong bếp, trong nhà thôi. Không có tút quần đó. Áo, không có đi giải stress, đi spa đồ, không có. Có gì đâu, chưa, em chủ động đi. Em chủ động thì cổ là tiết tiền. Mà bây giờ nhà một mình tay cổ làm hết mọi thứ, thời gian đâu chăm sóc bản thân. Nói bắt chuột mà không còn nói, bắt nữa. Nói chung là đi ra đường mà dành được một chút để mà trang điểm nữa là hay lắm rồi, đúng không? Còn em muốn chồng em thay đổi. Mong ông xã em là mỗi lần mà gặp bạn bè thì biết điểm dừng. Mỗi lần đi nhậu là nhậu tới bến chừng nào không thấy đường nữa thôi. Dạ. Chị thay đổi đó, với lại biết chia sẻ với vợ công chuyện nhà, chăm sóc con cái. Tụi em bây giờ là ở với nhau được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. 3 năm rồi, mà yêu nhau bao nhiêu lâu? 5 năm. 5 năm, mà biết nhau là 5, trước năm. Đó nữa đúng không? Dạ đúng rồi. 7 năm dạ. Biết nhau. Nghĩa là 11 năm. Theo đuổi yêu nhau là cưới nhau. Cho đến cưới và ở với nhau thì là 11 năm. Thế nè, hai bạn mà cùng tuổi nhau luôn luôn á, con trai á, lúc nào cũng vậy, nó vẫn còn non nớt hơn cái người phụ nữ. Dạ. Đó là nguyên tắc rồi, từ xưa giờ rồi. Đó, cho nên rằng là khi mà hai bạn lấy nhau á,
cái cặp này ngược lại với cặp trước. Bạn này vẫn còn trẻ con lắm. Cho nên có những cái mà đôi lúc mình phải có một cái sự chấp nhận tạm thời. Tại vì với đàn ông á, ở cái tuổi băm đổ lên á, thì họ mới có một cái chín chắn. Còn thực ra những cái mong mỏi của em về phía chồng em là hoàn toàn chính xác. Vợ em mong mỏi em là hoàn toàn chính xác. Đó là biết điểm dừng. Phải biết điểm dừng, biết là ham vui đó. Nhưng mà phải tập đi em, tập đi, tập đi nghĩ tới đứa con của mình. Còn bên cạnh đó, những cái điều mà em mong muốn ở vợ em á, là em không cần mong, em tự làm là vợ em sẽ làm được. Em phải dành thời gian để cho vợ em có thời gian để trau chuốt bản thân mình chứ. Vợ em cho tới thời điểm này chị nói quá đẹp, giống bảo anh ca sĩ. Ca sĩ bảo anh. Đó, giờ em biết sống sao. Em cứ hát bài đó gì, những lúc mà khỏe mạnh gì đó là anh ở đâu, còn khi anh say anh mới về với em. Đúng không? Y như trong tình trường hợp này. Cho nên rằng bây giờ theo chị, cái sự thay đổi ở đây á là dồn về người chồng nhiều hơn. Em phải tự thay đổi bản thân em nhiều. Chứ không là chị nói thiệt với em là vợ em hơi bị đẹp đó nha. Đó, bây giờ anh muốn tôi sống sao thì anh phải làm vậy đi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Chắc chắn là hai vợ chồng này có liên quan đến showbiz này nè. Có không? Không, bây giờ từ từ để em hỏi. Em đoán thôi, em đoán. Đó, em đoán nè, em đoán đoán đi. Hai vợ chồng này chắc chắn là có liên, một trong hai người sẽ có một người liên quan đến showbiz. Nè, về ngành nghề nào? Người mẫu. Đó, người mẫu. Diễn viên hay là nhà thiết kế thời trang. Đó. Không phải con. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Đây, quý vị xem. Thì em đoán luôn đi. Đoán coi đúng không nghe. Em đoán luôn đi. Thì em đoán luôn rồi đó. Đoán là vợ hay chồng? Đoán là vợ luôn đó. Nãy chị nhìn dưới chị thấy nó hơi nhăn nhác Quỳnh Hồ á, lúc mà chị nghiêng á. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Dạ chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì con tên là Vũ Minh Đức. Hiện tại là con 27 tuổi. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghề nghiệp hiện tại của con là kỹ sư phần mềm. Kỹ sư phần mềm. Dạ. Con được quyền gọi chú Quốc Thuận luôn. Khi mà con 27 tuổi, con yên tâm. Chú Thuận hơn con tới 30 tuổi. Không quá đáng nha. Hơn 30 tuổi là bà chị. Bằng tuổi chị. Rồi bên này kỹ sư phần mềm là chắc. Hơi sai hiểu nghe. Bắt đầu. Rồi giờ tới con. Tới bạn. Dạ con xin được chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Chú, chào chú Quốc Thuận. Trời ác dễ sợ luôn. Chú 57 tuổi rồi con. Năm bảy nào, tao mới có 42 thôi. Hơn chồng con tới 30 tuổi con đừng lo. Dạ. Chú chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Đúng rồi. Tao xin chào tất cả quý vị khán giả. Ép nhỏ dễ sợ luôn. Cái này là ép, đây là ép khí đá nè. Thôi đi, thôi đi. Luôn. Thôi đi. Dạ rồi, dạ con chào lại. Không được, được con chào vậy là đúng rồi chú. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 27 tuổi. Thật ra thì con cũng đang ngành nghề lắm. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Con đang ngành nghề là gì nè? Đó, sổ số. Thật ra cái công việc chính của con khi mà học và làm luôn là hướng dẫn viên du lịch. Con cũng có dẫn chương trình, có cộng tác cho đài truyền hình, đã từng cộng tác. MC. Dạ, nói chung là con cũng làm nhiều việc lắm. Dạ, nhưng mà cái công việc chính thức vẫn là hướng dẫn viên. Dạ, và cũng đi dẫn chương trình sự kiện. Và hiện tại thì con đang làm chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày. Dạ, cho nên là công ty không cho con làm việc hướng dẫn viên nữa. Dạ, và con phải chuyển sang công việc văn phòng. Dạ, cho một shop thời trang. Nói chung là anh Thuận đã đoán hơi gần như là đúng rồi. Sao anh Thuận, cái chú thì chú, anh thì anh. Vớ 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 ngượng. Tụi nó 27 tuổi à. Bây giờ mình 57 thì mình chấp nhận đi. Sao mình cứ giấu tuổi làm gì. Bây giờ lên Google search đi, Quốc Thuận bao nhiêu tuổi nó ra liền. Khổ tâm thiệt chứ. Thôi bây giờ mình chấp nhận mình làm chú để cho bà chị mình đã vui. Nha. Không sao cả nha. Rồi bây giờ nè, chắc có lẽ là đi du lịch. Và trong một cái tour đó thấy cô hướng dẫn viên du lịch này cao quá, xinh quá. Và thế là có cảm tình và theo đuổi, đúng không Đức? Dạ vâng, con cũng tin kể luôn nha. Đúng không? Bị cần xác nhận đúng không ơi? Dạ đúng, dạ đúng. Yes. Chúc mừng em. Dạ. Lần đầu tiên em làm thầy bói nó thành công. 1001 đoán thì vẫn dính một cái. Dính một cái một. Chú Thuận chưa bao giờ đoán đúng cái cặp nào hết. Riêng cặp tụi con là hay là con may mắn có duyên đúng không? Dạ. Hơn lắm nghe. Rồi con kể đi con. Ấn tượng đầu tiên của con về vợ như thế nào? Dạ thì con gặp vợ con là trong một cái chuyến tour du lịch của công ty. Đi đâu? Dạ đi Nha Trang. Thì cái hôm đó là công ty con là tổ chức một cái gala dinner, nhưng mà có làm lửa trại. Thì vợ con là đứng phát nước cho cho mọi người. Dạ. Chỉ có phát nước thôi hả? Dạ đúng rồi. Xong rồi con mới mong men đi lại. Thì cũng tại vì nhiều người phát thì con thấy vợ con là bạn dễ thương nhất thì mình lựa nhấn đó. Dạ đúng rồi. Thì con hỏi con lịch sự là bạn ơi mình order nước được chưa? Xong rồi thì vợ con mới kêu là dạ được anh. Xong rồi nói mình có cần thanh toán ở đây luôn không bạn? Thì vợ con mới kêu là của anh 50.000 nhưng mà anh đưa số điện thoại cho em là được rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Không phải là công việc của chị ấy mà. Đúng, từ từ em làm gì em phải trả lời giùm vậy?
công việc tại, tại sao điện thoại. Tại sao em phải trả lời giờ? Em đoán á, em đoán luôn á. Thôi đoán nhiều đó đủ rồi. Dạ thực ra là khi mà dẫn tour thì trong cái đêm đó là đêm cuối cùng của tour, là mình đang rất là phấn khởi là mình sắp được về nhà rồi. Và cái đoàn đó là toàn là kỹ sư trẻ hết đó cô. Dạ. Và thực ra thì con với mấy anh chị hướng dẫn viên khác vẫn đứng gửi nước, là gửi bia, gửi nước ngọt và gửi nước suối cho khách. Và tất cả mọi người đều đang rất là vui, và thực ra là ai tụi con cũng chọc hết. Có riêng chồng con bị dính thính thôi. Có nghĩa là có phải trả tiền đúng không? Có phải trả tiền không? Rõ ràng là mình đã được thông báo trên xe là sẽ gửi nước cho khách, cho nên các anh chị mình khi mà khách nước có thể lại khu vực tụi em để lấy. Nhưng mà không biết sao là cứ gặp là hỏi, ủa em có tính tiền không? Cứ tính tiền không đó. Thì con mới nói là không, có 50 ngàn á. Cái kiểu thấy đờ đờ rồi xong con nói là thôi đưa số điện thoại cho em cũng được. Cái kiểu là vậy. Là con không biết là được free hả hay sao? Không, con biết là free nhưng mà con ghim. Con ghim là tự nhiên cái mình không quen biết gì mà mình không chọc bạn thì thôi sao bạn chọc mình. Thế là con móc điện thoại ra, con nói là anh cũng đang muốn xin số điện thoại của em nè. Con đưa ra xong cái thế là bạn rụt lại rồi. Dạ nên cái con cũng lảng lảng đi luôn. Ủa dạ. Nhưng mà cái câu mà em ghẹo cổ đó là em ơi chai nước này bao nhiêu tiền hả? Dạ cũng tương có tự trả tiền không? Dạ trả tiền không em? Tức là bạn này là bị bạn này ghẹo biết đó, mà bạn này mới hỏi là bạn này là nên... uống nước có trả tiền không em? Ừ đó, không cần nên... trả tiền, anh đưa số điện thoại cho em được rồi. Con mới nói là có anh 50 ngàn, tại vì con biết là miễn phí mà còn hỏi tiền. Con biết con nói là có anh 50 ngàn, xong cái kiểu đơ đơ nè, ủa sao ý là hắn biết sao, tại sao lại trả tiền á. Cho nên là thôi anh để số điện thoại cho em cũng được. Cái ông này không biết sao ông nhiệt tình, ông móc điện thoại ra ông xin thật luôn. Mà kiểu như con đang giỡn thôi à, chứ con không có muốn xin thật. Tại vì con thật ra đi tour con ít khi nào mà, tại vì khách biết số điện thoại con hết mà. Con chi phải xin như vậy. Nhưng mà bạn này khác xe con chứ không phải là đi xe con nha. Rồi sau chuyến đi đó thì sao nào? Dạ thì con cũng có đâu có số điện thoại của nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Con cũng hỏi một số người nhưng mà người ta lại không muốn chia sẻ. Thì chắc con nghĩ là cũng cũng là nhiều người gọi là đang săn đón á, nên người ta cũng không chia sẻ. Nhưng mà tình cờ lên Facebook, với lại con cũng hỏi một cái anh hướng dẫn viên xe con, ảnh con còn nhớ tên, ảnh là Đức Hiếu. Thì Hiếu Võ. Anh Hiếu Võ thì ảnh mới cho con, ảnh kêu là ừ anh cho em số của bé này nhưng mà em đừng có nói nha, mất công anh bị la bị rầy đó. Dạ thì con chưa kịp con nhắn tin nữa thì lên Facebook là thấy bạn bè trong công ty là tát vợ con vô rồi. Dạ thì nên con inbox thẳng luôn, con nhắn cái câu đầu tiên con chào Duyên, thì Đức nợ Duyên một số điện thoại. Cái tự động gửi số điện thoại qua luôn. Rồi con có trả lời không? Dạ lúc đó con cũng không có trả lời, con accept thôi chứ con chưa có trả lời gì hết á. Tại vì cơ bản là nói chung là tất cả đều là duyên á. Có nghĩa là bình thường mình ghẹo nhiều người lắm, nhưng mà có mình này, ông này ông dính. Với lại là trong đoàn thì xe con thì mọi người đang cáp con với một cái anh kia. Anh đó cũng dễ thương, nhưng mà kiểu mình thấy là không có duyên á. Với lại con đi đoàn kiểu cũng có khách này khách kia làm mai á. Dạ nhưng mà hồi đó giờ không bao giờ con nghĩ là đi làm hướng dẫn là sẽ quen khách luôn. Dạ. Cuối cùng là quen ông. Bởi vì ông trời ngộ lắm. Cứ sợ cái gì là cho cái đó liền lạ lùng vậy đó. Nhưng mà thực sự cô hỏi là con không hề có ấn tượng với bạn này hả? Tại vì cô thấy bạn này khi mà bạn nói chuyện ra cái mặt bạn rất là cưng. Mặt ngộ cưng sao đâu á. Mà cái giọng cũng hay nữa. Chồng con là quê là gốc là ở ngoài Bắc, nhưng mà chồng con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái cách bạn tiếp xúc với con và cái đời sống của bạn á y chang là một cái người dân miền Tây. Nói chung là kiểu như lúa. Anh không nghĩ là em không, là gốc ngoài Bắc đó chứ. Dạ. Giọng rất là miền Tây. Yeah. Nhưng mà em có thấy cái mặt nó rất cưng không? Mặt đúng dễ rồi. Thiện cảm vô cùng. Đặc mà biệt lại không ấn tượng gì bạn này. Còn bạn này là đổ bạn này là đương nhiên rồi. Cái chuyện đó là cô khẳng định không cần hỏi tới con luôn. Cô cũng biết là con đổ say đổ sẩm rồi. Hả? Rồi nhưng mà bao lâu thì Duyên mới cho ảnh số điện thoại? Dạ thì xong lúc đó thì con mới trả lời thôi. Trả lời bình thường thôi chứ cũng không có xin số điện thoại gì hết. Rồi khi nào thì mới có cái cuộc hẹn đầu tiên? Xong rồi cứ nói chuyện tương tác với nhau á. Con thì có một đứa bạn. Có nghĩa là khi mà con muốn tìm hiểu ai, con sẽ gửi cái profile cho bạn đó xem. Bạn đó chỉ cần nói là không, hàng ngày không được. Kiểu như là lên Facebook soi á cô. Rồi ví dụ như soi bạn này thấy là có công việc ổn định, rồi nhà cũng ở đây, rồi nhìn mặt cũng có thiện cảm. Cho nên là mày cứ tìm hiểu thử. Thì con về con tìm hiểu thử. Thì hẹn cà phê phải lần thứ 2, thứ 3 vậy con mới đồng ý. Thì bạn có không cho con đồng ý liền. Dạ. À bạn đó là quân sư đúng không? Dạ. Kiểu như vậy. Rồi sao? Rồi đi cà phê lần đầu tiên rủ em đi cà phê được thì con nói chuyện gì trong cái lần cà phê đó? Không, con cũng không có nghĩ nhiều là mình sẽ tán bạn. Con cứ nghĩ đơn giản là mình đi mình tìm hiểu nên tìm mở rộng mối quan hệ của mình thôi. Thì đi con cũng chia sẻ là vừa mới chia tay 3 ngày là gặp bạn. Xong rồi hẹn lại bạn gái hả? Dạ. Mới chia tay 3 ngày cái đi như tại ngày 3 tháng 10 đúng không? Thì ngày 7 tháng 10 là con gặp vợ con. Thì cũng chia sẻ là mình cũng trải qua mối tình vừa mới kết thúc mối tình 3 năm rồi này nọ, thì cũng hai đứa cũng chia sẻ nhau thì tình cờ là tụi con cũng giống nhau trong cái mặt tình cảm là cũng là bạn này cũng mới chia tay luôn.
Dạ con chia tay chắc khoảng năm hơn. Dạ. Thì thấy con thấy thật sự đồng cảm giữa hai con á. Thì con cũng nghĩ là mình có một mối quan hệ tốt. Thì sau đó thì cũng vô công ty cũng nổ, tại vì tính con hay nổ lắm. Cái vô công ty nổ là mới đủ đi chơi được nhỏ này, nhỏ hướng dẫn viên nè. Xong cái mấy ông công ty mày xảo quá, ai tin mày đâu. Xong mà con biết trước rồi nên hôm đó là con chụp một tấm hình hay con đưa ra. Xong rồi phía bên công ty lại thách tiếp. Mấy anh trong công ty lại thách tiếp là giờ mày tán đi tao mới bái mày làm sư phụ. Dạ nè. Thì con cũng nghĩ là nó vui vui thôi chứ cũng không ai nghĩ là mình sẽ quen bạn vợ con đâu. Thì đi chơi đâu đó lần thứ 2, thứ 3 thì đúng một tháng sau thì con hẹn bạn này ra quán trà sữa gần nhà. Con nói với bạn là thôi Đức thấy tụi mình cũng có duyên thì thôi, thì bây giờ Đức muốn tìm hiểu duyên một cách nghiêm túc. Nhưng mà vẫn không tin. Dạ, vẫn không sao tin. Lại không tin duyên hả? Dạ. Cái điều gì ở ảnh mà mình lại không an tâm mà mình không tin ảnh? Không ai đi tỏ tình mà nói là tại vì hồi xưa là mấy anh trong công ty thách anh quen được em. Con nghe con giận, cái con không chịu. Con nghe con kiểu như là mình không có thật lòng, kiểu mình chỉ là qua đường, kiểu như là tán chơi chơi thôi. Cái kiểu như không có phải là nghiêm túc trong mối quan hệ ngay từ đầu, kiểu như vậy. Và khi mà tụi con nói chuyện nhiều với nhau, lý do là cái nhà trọ của con ở lúc mà con là sinh viên á, thì ở kế bên cái nhà của chồng con luôn. Kế bên con đường, khi mà nói chuyện với nhau là hỏi ở nhà anh ở đâu thì ở ngay chỗ đó. Và cái quán ăn, những cái quán gần đó hai chồng đều biết hết. Các cô bán tên gì là hai vợ chồng biết, cho nên hai chồng nói chuyện nhiều hơn. Mình tương tác nhiều hơn. Là như vậy. Nhưng mà rồi không... sao nữa? Rồi mối tình nó tiếp diễn ra sao nữa? Mà sao con gái thật thà như vậy? Con gái mà không còn khai luôn cái vụ là bị người ta thách có bồ nữa. Không, tại con nghĩ là mình cứ nói thật ra đi thì có người ta sẽ giống như là hiệu ứng nó ngược lại á. Nhưng mà duyên không chấp nhận gì thì cái điều gì mà khiến cho hai đứa đến được với nhau? Dạ con vẫn chạy cối. Dạ tiếp luôn. Duyên kêu là bị ho này kia thì con mua thuốc ho qua tận nhà ăn đưa luôn. Nhưng mà không chịu xuống lấy. Dạ thì qua một hai lần như vậy thì chắc là cái nhờ cái sự nhiệt tình của con thì mới kiểu cảm giác là duyên cảm động. Dạ, và cảm chấp động. Nhận đúng không? Mà từ cái lúc mà quen nhau tới khi mà đăng ký kết hôn á là 3 năm, là hết 2 năm chồng con đi nghĩa vụ. Và hết dồn trong đó là 2 năm là dịch nữa rồi. Dạ, cho nên là cái thời gian hai vợ chồng gặp nhau nó không có nhiều. Tụi con bị yêu xa nhiều. Khoan, có nghĩa là yêu trước khi là Đức đi nghỉ dù. Có nghĩa là tụi con không có một cái lời tỏ tình nào chính thức hết. Có nghĩa là quen gặp nhau từ tháng 10 nhưng mà tới tháng 1, tháng 2 gì đó là chồng con đi nghĩa vụ luôn. Và chồng con cũng bị sốc là... Nhưng mà lúc đi nghĩa vụ là đã là quen chưa? Quen rồi đó. Thì kiểu... Nhưng mà cái khúc nào mà quen là con chấp nhận? Không có. Tại vì nãy giờ Đức kể là chưa thấy là dạ, đúng cái lúc nào mà Duyên coi như là đồng ý là bạn gái của Đức cả. Dạ, tụi con là... Giống như không là... một lời tỏ tình. Như là một cái dòng nước hiểu. Suối nó nghiễm nhiên nó chảy vậy đó. Ừ, chứ không có... Dạ. Đúng không? Dạ. Không có một con đập nào ngăn cách để rồi hòa vỡ không có gì đó. Không có luôn. Tại vì cái chi tiết nè, mua thuốc đến rồi cũng không xuống lấy. Là tới đó là coi như là chững lại luôn. Rồi là bao lâu thì đi nghỉ vụ? Dạ thì qua Tết là mấy tháng rồi? Là cái chỗ tháng 10 nè, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 đi nghỉ vụ rồi. Ba là đi nghỉ vụ. Là yêu xa 2 năm. Dạ. Rồi đi nghỉ vụ về là dịch vật rồi là yêu xa 1 năm. Dạ thêm gần 1 năm nữa. Cái lúc mà chồng con đi nghỉ vụ á là cái ngày đi á là thường á là người ta cắm trại xong là sáng hôm sau người ta sẽ đi luôn. Nhưng mà riêng chồng con là không, anh không có đi đâu, yên tâm đi, không đi tại vì đang làm kỹ sư mà sao đi được. Không, anh không đi đâu. Xong rồi con nói là thôi bây giờ anh cứ cho em địa chỉ đi, ví dụ như mà tới nơi anh đi á thì em tiễn anh, còn nếu như mà không đi thì em đón anh về. Trời, tự nhiên tới nơi cái ông chưa biết rồi. Nhưng mà tới khúc đó là đã nắm tay chưa? Dạ rồi. Nắm tay rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi bây giờ nè, rồi tiễn đưa đi nè, rồi tới chỗ đó. Dạ thì cái lúc mà tự nhiên cái lên xe cái đi luôn và kêu con nói là em nói công ty cho anh nghỉ nha. Trời, ông tỉnh tới như vậy luôn á, kiểu như mình mất 2 năm nữa cô, mình đang đi làm, tức là mình đi làm rồi và mình cần một cái người nào đó cũng đi làm mà có thể nương tựa với mình. Đùng một cái đi nghĩa vụ là mình coi như là không có người để nương tựa, rồi kiểu không có người ủ hỉ này kia. Xong rồi cái thấy hụt hẫng, con khóc quá chừng luôn. Là khóc cái lúc mà nhìn thấy anh lên xe đó không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn được lên thăm non đúng không? Dạ vẫn lên thăm, nhưng mà 3 tháng đầu thì hơi khó thôi, tại vì đi hơi xa, tại vì đi xuống Củ Chi rồi. Con phải chạy xuống dưới thăm. Hơi cực, như là kiểu 3 tháng đầu thì hơi cực đó cô, cho nên thành ra là bạn hất đầu đinh. Bạn hất đầu đinh rồi nhìn ốm mà đen, nhìn xấu xấu. Dạ đợt cái con xuống 10 kg. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà chồng đi nghỉ vụ vậy thì là Duyên ở nhà vậy đó thì là có nhiều anh chàng theo đuổi được không? Dạ thực ra thì kiểu như là nếu như mình nói không có thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu như vẫn có kiểu như khách của mình á, rồi đồng nghiệp hay này kia thì kiểu như là vẫn có người nhắn tin. Nhưng mà thực ra thì cái này là phải tin, giống kiểu là nhiều người vẫn hay nói chồng con là ủa sao mày lấy vợ mà mày vẫn cho vợ mày làm hướng dẫn viên, rồi sao mà mày không ghen được. Dạ nhưng con nói là ngay từ đầu nếu như mà anh xác nhận là
anh xác định nếu như mà ghen thì không quen được em đâu, tại vì phải tin nữa. Ừ. Dạ, và nếu như mà không tin thì tụi con không có tới bây giờ mà tụi con cưới nhau tới giờ đâu. Nhưng mà trước khi chồng con đi nghĩa vụ là con đã tới nhà chồng chưa, gặp bố mẹ chồng chưa? Là ngày Tết á, là ngày hôm Tết á, là ngay mùng 2 Tết là con là hướng dẫn viên trực đường Hoa Nguyễn Huệ. Là con áo dài, nhưng mà ngày hôm đó chưa có lãnh đạo nào tới thì chồng con mới chở con về nhà của chồng con. Con nói là bây giờ là vô là phải mua cái quà vậy đó, tại vì lần đầu tiên mình về ra mắt. Nhưng mà chồng con thì kiểu là không sao, không cần gì hết, mà bây giờ con không chịu, giờ tới nhà rồi phải mua cái gì, phải chở ra mua cái gì đó mới vào nhà được. Thì con mới ghé tiệm con mua được hộp bánh, rồi con qua con gặp bố, có bố nhà thôi. Thì con chào bố rồi nói chuyện một chút xíu rồi tụi con đi. Lúc đó là ra chưa? Lúc đó là chưa đi nghĩa vụ. Dạ vâng, chưa đi. Là xong là qua Tết là đi liền. Rồi tầm tháng 1 rồi cái lần sau, có nghĩa là sau khi đi nghĩa vụ là về là có đưa Duyên về nhà nữa không? Dạ là cái trong lúc đi nghĩa vụ thì sẽ có những cái ngày mà chồng con được nghỉ phép á, ngày chủ nhật á thì có đưa con về nhà ăn cơm, nhưng mà ít á. Rất ít. Như vậy là các bạn là từ lúc mà yêu cho tới lúc mà coi như là yêu xa 3 năm trời anh ấy đi nghĩa vụ, rồi mất bao lâu nữa thì các bạn mới cưới nhau? Thì dịch xong mới cưới đúng không? Dạ, vậy là tụi con mới cưới tổng đây. Cộng là, vậy là tổng cộng là 3 năm rồi, 2 năm là khoảng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ thì tháng 5 năm ngoái là nhà chồng con xuống hỏi cưới con. Là vừa hỏi cưới xong là tháng 6 là dịch. Là Sài Gòn lockdown luôn, là không gặp nhau luôn cho tới khi dự định là tụi con là tháng 10 cưới. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nhà chồng con gặp biến cố là mẹ chồng con mất. Mẹ chồng bị bệnh à? Dạ, mẹ con bị bệnh ung thư. Thì cũng phát hiện lúc cũng giai đoạn cuối rồi á. Vậy hả? Mẹ lớn tuổi chưa con? Dạ mẹ con nếu mà tính đi đến bây giờ thì khoảng 58 tuổi. Thì là mẹ mất mất sớm quá. Đúng không? 58. Nhưng mà kiểu phát hiện trễ quá cô. Mà phát hiện trong dịch cho nên mình không đi khám, rồi không chữa trị. Nói chung là mọi cái không ai đi thăm được, rất là khó khăn. Nghĩa là mẹ không kịp coi như là dự cưới hai đứa luôn. Dạ vâng. Thì cái hôm mẹ mất thì dự tính là trùng như cái ngày cưới của tụi con. Ồ vậy hả? Mẹ mất rồi. Dạ. Thì cũng may mắn là cái khoảng 2 tuần cuối đời của mẹ thì vợ con có được giống như là nhờ một cái chuyến xe mà chở hàng hóa gọi là ở 11 tháng nhờ một cái chuyến xe kiểu như là chở nhu yếu phẩm từ tỉnh vô thì tình may mắn là cũng có người giúp, cũng nên lên Sài Gòn thì cũng chăm mẹ con cũng 11 tháng cuối đời. Tức là con có gặp mẹ một tháng cuối đời. Tại vì theo con được biết là người Bắc đó cô, là kiểu họ cũng quan trọng cái tín ngưỡng này kia, nghĩa là nếu như mà mẹ mất rồi á mà mình chưa đăng ký kết hôn á thì mình sẽ phải để tang 3 năm rồi mới cưới được. 2-3 năm gì đó, tại chồng con là con trai á. Cho nên là bố con mới gọi con lên sớm để đăng ký kết hôn trước khi mẹ mất. Vậy là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Có nghĩa là mẹ được con chăm sóc một tháng rồi. Sài Gòn vừa lockdown là con lên liền luôn. Là hai đứa lại cũng đăng ký kết hôn. Thành ra là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Là một tay là Duyên chăm sóc mẹ chồng. Dạ đúng rồi. Cái giai đoạn đó thì nhìn thấy vợ như thế nào? Thì con khẳng định luôn đến bây giờ luôn nè, con đã chọn đúng người rồi. Là lúc trước là mình nếu mình nói chọn đúng người thì người ta sẽ không tin mình, nhưng mà sau những gì mà tụi con trải qua rồi, là 2 năm nghĩa vụ rồi, mẹ con bệnh rồi, vợ con chăm sóc từng ly từng tí một, chuyện vệ sinh là chuyện ăn uống là chỉ có mẹ vợ con làm được thôi. Còn thì con thấy là chắc chắn phải là Duyên rồi, chứ không thể nào ai khác được đúng nữa. Rồi. Dạ. Đúng rồi. Nhiều khi kiếp trước con là con ruột của mẹ. Tại vì khi mà con lên, con chủ yếu là con đăng ký kết hôn thôi. Mẹ con thì gia đình con không ai cho con lên hết. Tại vì khi mà mình lên lúc đó Sài Gòn đang dịch chết rất là nhiều, mẹ con rất là sợ. Thì con chưa có tim. Mà mình cho con mình lên thì dòng họ sẽ chửi mẹ con rất là nhiều. Tại sao lại cho Duyên nó lên như vậy? Cưới thì chừng nào cưới cũng được. Nhưng mà kiểu con không biết sao á, con đang thuyết phục được mẹ. Thì ba với mẹ cho con đi, nhưng mà khóc nhiều lắm. Kiểu như là con xác định luôn, khi mà có chuyến thì con lên là con khó về lắm. Tại vì mình không có lý do để mình về luôn. Dạ, khi mà con lên thì con đăng ký kết hôn liền. Rồi sau đó thì tự nhiên cái mẹ không có đi di chuyển được nữa, là chỉ có là nằm tại chỗ luôn. Là tự nhiên con lên là mẹ nằm, bắt đầu mới bắt đầu nằm là 2-3 ngày sau mẹ nằm luôn á. Thì lúc đó mình không về được nữa, không có lý do để mình về. Lúc đó mình thấy mẹ thương lắm. Rồi sau đó khi mà tới khi mẹ mất á, thì lúc đó mình muốn về cũng không được, tại vì phải cúng cơm 49 ngày. Đó. Là phải ở thêm 49 ngày. Nói chung là con ở từ cái lúc mà con lên Sài Gòn cho tới bây giờ là con ở nhà chồng con luôn. Tới bây giờ luôn. Dạ. Dạ thực ra thì con nói hơi xạo dòng họ con một xíu để cho yên tâm á, là con lên đây con ở trọ rồi con qua con đó cho mẹ. Chứ thực tế là con ở nhà chồng con. Bây giờ thì chắc lẽ là gia đình mới biết đúng không? Dạ, chắc là giờ mới biết. Mà thật ra là gia đình em nếu mà biết được cái việc làm ý nghĩa đó thì sẽ rất là quý. Chắc là con nghĩ lý do đó cho nên là
ở bên nhà chồng thì mấy cô mấy bác mấy chú còn rất là thương con. Kiểu như là người ta đã rào lại rồi mà mình dám nhảy rào qua. Kiểu vậy. Dạ. Thật ra yêu là... trong cái giai đoạn đó nó cũng rất là khó. Trời, Sài Gòn lúc đó khủng khiếp lắm em ơi. Cách đây một năm ha, sợ quá. Khủng khiếp lắm. Dạ. Vậy là bây giờ là tụi con đã có em bé chưa? Một bé. Dạ, một bé. Dạ, đang hồi nãy con nói là chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày đó. Dạ. Là đang có em bé dạ. luôn. Vậy mà nãy con nghe thì tôi lại tưởng là có rồi, đứa nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Cô lại nghĩ là em bé sau 9 tháng 10 ngày đã được sanh ra đời rồi đó. Không, là bây giờ là đang có. Dạ, con đang có. Được rồi, chúc mừng nha. Rồi, con đang rồi, chúc mừng con. Mừng một tuần. Gần 3 tháng. Rồi, chúc mừng. Sắp sửa biết giới tính đó đó. Con dạ. biết rồi. Biết luôn hả? Dạ, con biết rồi. Không bật mí được đi trai gái. Dạ, dẫn chồng con dẫn đi đá banh được. Wow, trời ơi, chúc mừng con nha. Rồi, chúc mừng rồi đó. Ôi. Dạ, thật ra thì nói là cái vấn đề trai gái nó không áp lực, nhưng mà khi mà mình... Tại vì nhà chồng con là người Bắc, mình đúng chồng rồi, là cô chủ dòng họ. Dạ, con cháu biết tôm. Đúng rồi, cháu biết tôm nữa dạ, đúng không? Trời ơi, chúc mừng mẹ phù hộ. Dạ vâng, con cũng nói hai vợ chồng trước khi ngủ cũng nói là lúc mà biết được cái tin đó là thấy kiểu là chắc là mẹ phù hộ rồi. Mẹ đó. Và hôm nay là các em lại đang vừa có một cái giây phút nhắc đến mẹ đó, và lại khoe một cái thành viên sắp sửa có một thành viên mới nữa lại là con trai nữa, thì rõ ràng là hôm nay là một ngày rất ý nghĩa đúng không? Rồi tiếp tục đi, mình qua cái phần kia mình đi chị. Nó khó chịu cái mỏ ghê á chị. Chị khó chịu cái mỏ lắm, chị không muốn hỏi đó. Thôi để em hỏi cho. Nhưng mà không được, vì cái chương trình này mà mình không hỏi là mình bị trút quyền MC cho nên bắt buộc mình phải làm đúng format đúng không? Đúng ra không định ao rồi đó, nhưng mà phải hỏi bây giờ nè, hai đứa có tật xấu gì không? Sau khi mà về ở chung nhà thì là con có phát hiện ra bạn ấy có tật xấu gì mà lúc yêu nhau bạn ấy giấu không? Đó. Ai khui trước? Con chọn khui trước. Con đợi giây phút phải lâu rồi. Là đến chắc xem chương trình này nhiều rồi đúng không? Dạ, con thì cũng không chủ động xem mà vợ con cứ ngồi xem, mà con cứ ngồi kế bên con bình luận. Mà rất thái cái chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hai đứa con. Dạ thì vợ con thì con hình từ lúc mà quen nhau tới giờ thì tật xấu cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn ở trong cái gọi là cái cho phép. Nhiều khi người với người ngoài người ta nhìn vào thì người ta sẽ nói là tật xấu, nhưng mà con thấy nhiều cái đó là rất là thích. Thí dụ vợ con là cứ đi xe thì cứ hết cù lét rồi lại cắn xong rồi lại nhéo. Là ngồi sau xe con là vậy đó. Dạ đúng rồi. Buổi tối đi ngủ nó cũng vậy. Hay là bệnh lạ nè em ơi, bệnh lạ đó. Bạn ngứa nú rồi sao á? tại vì kiểu như con hướng dẫn viên á, chồng con đi tới cái đoạn đường này là con ngồi sẽ hỏi thuyết minh, ví dụ đường Điện Biên Phủ nè, à tại sao lại đường Điện Biên Phủ, và con sẽ kể chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông nghe cái ông chán á. Bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Nó con đi tới đâu con sẽ thuyết minh tới đó, nhưng mà ông kiểu ông không chịu, không nghe, ông nghe nhức đầu, biết là con chọc lét là con làm gì nó vui. Để cho tỉnh đó phải không? Dạ. Rồi. Còn một cục cái nữa là vợ con hay bị mớ. Dạ, cái đợt gần đây nhất là về quê mà ra mắt dòng họ thì tự nhiên cái con đang nằm, lúc đó đêm cũng khó ngủ tại cũng hơi lạ chỗ á, nhưng mà vợ con thì ngủ rồi, con nằm con bấm điện thoại, con coi cái này cái kia, thì tự nhiên cái bà bật dậy, cái con tưởng là đi vệ sinh hay uống nước thôi, xong tự nhiên cái quay ra hỏi con, ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh, máy bay đáp ở đâu vậy hay vậy anh, xong rồi có mấy nghe, ủa em bị gì vậy, em bị gì vậy, xong rồi cái hồi xong cái xìu xìu cái lại lăn ngủ tiếp. Bé bị mớ nghề nghiệp bị bệnh dài lâu quá không bay á bé đúng không? Không, thật ra con bay nhiều, con lại hướng dẫn con cũng bay nhiều nhưng mà con chắc là lần đầu tiên con ra Bắc chỗ lạ không muốn quen nên con mớ hay sao chắc đó. Con lâu con không làm đó con nhớ đó bị nghề nghiệp á con bị mấy năm dịch á cấm bay rồi mớ, nhưng mà thật ra cái mớ đó không phải thật xấu, cái mớ đó là gần như là cái hành vi đó là người ngủ tao không biết. Dạ không, thì ý con nói là cũng là xấu, nhưng mà con thấy nó đáng yêu, nó cũng đúng rồi. Có khi nào mớ nhéo là cũng không phải tật xấu đâu. Có khi nào mà trong giấc ngủ cô ấy động thủ động tay động chân với con không? Mớ mà bật dậy mà tát bóp mặt chồng. Chú đoán đúng quá. Dạ, mới được đâu một tháng trước thôi. Tự nhiên con rất đang nằm rất là ngủ rất là say luôn. Nhiều khi mình ngáy mình không biết đâu, nhưng mà tự nhiên vợ con tát yêu cái mà tát cũng không yêu lắm đâu. Nó cũng chát một cái. Xong mới hỏi ra cái chỉ à, tối qua anh nắm tay nhỏ nào? Cha, ghen trong mộng hả? Dạ đúng rồi. Ghen trong mộng. Dạ đúng rồi đó. Oh. Thì con cũng không phải là mình mà mình không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mình mới ngủ dậy mình chưa biết gì hết, mình còn đang gọi là đang nhảy đầu, mình đang nhảy số, xong cái mình nghĩ là ủa mình có làm gì sai không ta, mà sao thì cái đánh mình vậy, xong rồi cái nghĩ nhưng mà cũng ngủ đi, xong cái hồi sau 8 giờ con dậy một lần nữa thì lúc sau mới nói là kiểu, ủa sao mà giấc mơ mà nó thật quá anh này kia, không biết nè anh nắm tay nhỏ mà anh còn để cắp sành này gì tay người yêu tôi nè này kia mà tả như thật vậy. Nhưng mà lúc không ngủ bình thường là có ghen không? Vợ con thì cũng
tin tưởng con. Dạ, không có ghen. À, không ghen. Không? Con cảm nhận là không ghen. Dạ không ghen, nhưng mà có thiệt không? Dạ con tin vợ con. Vợ con cũng tin con. Không nói ra thôi. Dạ. Cho nên mới nói trong lúc mới đó con. Nó dồn nén á đi vào trong giấc ngủ. Dạ, nhắc cái chuyện ghen thì cái đợt sinh nhật con vừa rồi á thì tự nhiên vợ con học đâu á cái mua mấy cái quần con á. Xong cái bà in cái mặt bà vô. Làm đủ trò này kia, xong cái hỏi ủa sao em mua gì kỳ vậy đó. Em mua vậy mốt mà có đứa nào mà nó lột lại thấy cái mặt em mà nó có đó. Ghen mà không chịu nói. Có đó nghe. Ghen ngầm á, con hiểu không? Đó. Con cũng không có. Nó nghe nè, sao con lại in cái mặt con ở trên một cái cái quần ship như vậy? Dạ tại vì con nghĩ là cái chuyện vợ chồng thì nó cũng bình thường à. Nhưng mà kiểu là con tặng giày dép hay là dây nịt nó bình thường quá. Với lại là cái tính của vợ chồng con nó như nhau á, nó tăng động mà nó kiểu nó nhây nhây á cô. Thôi mình làm gì cho nó vui xíu. Không, cái con đặt chiêu mấy... của con quá hay luôn. Dạ. Thiệt. Cái con đặt mấy cái quần lót á, cái xong rồi mấy cái hình chibi xong rồi con ghép cái mặt con vô. Xong rồi con đặt 4 cái. Con không biết vì sao mà người ta giao cho con có một cái lại có hình của bạn khác. Nhưng mà ông nội này ông vẫn mặc cô. Cho hồi bữa con giặt đồ tự nhiên con thấy ủa cái gì đây, tự nhiên tại sao lại mặc cái quần này. Anh lộn lần đầu tiên chị thấy một cái chiêu ghen mà ghen đáng yêu mà dễ sợ như vậy luôn. Mà nhưng mà nếu như vậy có hình người khác nữa thì cũng có nhiều người có cái chiêu giống con. Nhưng mà cái chỗ chỗ in người ta đi lộn đó, hiểu không? Anh lộn à, hay quá, để kỳ này chị chỉ cho Liên. Chị vậy trời ơi, chị chỉ cho Liên thôi. Mặc vô kỳ lắm. Không, cái chiêu đó hay em ơi. Mặc vô nhìn vợ nhìn cười không luôn. Cho nên là khi mà chồng mình đi du lịch đó cô, đi du lịch con cứ cho nó thoải mái, con xếp mấy cái quần nó vô. Đúng rồi. Là mặc và lỡ chỉ được mang những quần nó đi thôi. Tại vì bạn nào mà chỉ cần tuột ra coi là thấy ô kìa. Rồi thấy cái mặt của tí có vợ rồi nha. Đó. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Con nghĩ chắc ba là nhiều rồi. Không phải, ví dụ như có về hay trò chuyện tám chuyện thiên hạ gì rồi về kể cho chồng nghe không? À không, dạ đúng rồi. Chú Thuận là dự đoán hôm nay là chương trình này dự đoán 100% luôn á. Đúng, nhân viên mà. Dạ. Có nhiều chuyện trên đời lắm á. Con đi ngủ là nhiều khi mình đi ngủ 11 giờ mấy á thì cũng muốn ngủ rồi, cũng hơi mệt rồi thì vợ con sẽ kể những cái gọi là những cái gì mà thông tin nóng hổi của cái mạng xã hội bây giờ, như là cái vụ mà người ta té lầu mà kêu anh ơi em thấy người ta té mà ghê quá, em coi em không ngủ được luôn. Xong rồi hôm khác lại lâu lâu lấy cái chuyện hoa hậu ra ngồi nói em chắc chắn là Thùy Tiên đạt top 1, xong rồi ngồi dự đoán năm hoa hậu mà lúc con cũng không hiểu gì hết mà vẫn phải nghe. Tại vì không mình nghe là mày giận. Không em ơi, cái đó là nhu cầu thổ lộ đó. Bây giờ mình không tâm sự chồng mình tâm sự với ai? Đúng tại không? Vì hồi trước con đi làm á, như con nói chuyện với đồng nghiệp, con nói chuyện với khách, tại mình lên xe mình phải chứng minh liên tục. Đúng cô. Rồi, mình không chứng minh thì người ta sẽ nói là hướng dẫn viên làm biếng. Đó mình nói liên tục nhưng mà về nhà không ai nói chuyện với mình đó. Đó, cái bệnh nghề nghiệp của người ta. Người ta là hướng dẫn viên du lịch giỏi giang, rồi tự dưng bây giờ người ta bị ngưng, đúng không? Cho nên tất cả dồn hết vào trong mơ con thấy à. Anh ơi máy bay đáp mấy giờ? Trời ơi, con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con thấy vợ con bây giờ quá hoàn hảo với con. Quá đáng yêu. Bây giờ con sẽ thay đổi vì vợ thôi chứ. Hay quá. Rồi nhân đây con nói luôn đi, những tật xấu của ảnh. Tật xấu thì thật ra thì cũng nhiều á, nhưng mà con chỉ muốn chồng con thay đổi một số cái, ví dụ như là bớt nóng tính. À nóng tính lắm hả? Cọc tính. Nhưng mà có cọc tính với vợ không? Cọc, nhưng mà như kiểu con đi, hai vợ chồng đều nhau hết, nhưng mà khi mà chồng con nóng lên hay gì đó là con sẽ dịu xuống. Đó là cái cách mà hai vợ chồng con tự xử. Chứ bây giờ gây nhau là làm kiểu gì? Kiểu sao ta? Có nhiều ông chồng thể hiện là nói lớn, nạt nộ, rồi đập đồ, đập chén, đập điện thoại, nạt rồi đập luôn ảnh cưới luôn. Và kiểu như nạt nộ với anh chị em trong nhà thôi, kiểu gây gây nhau mà hơi lớn tiếng á. Mình kiểu như mình thấy, mình ấy thôi. Nhưng mà không có lớn tiếng với vợ. Thật ra vừa lớn tiếng là con nói ra là tắt đài rồi. Kiểu như là con dặn xuống, mỗi lần muốn gây nhau là con không có gây lộn được. Cho nên là hồi xưa giờ ở trong nhà, giờ cả nhà chưa bao giờ nghe vợ chồng con gây nhau. Chỉ nghe giỡn thôi, chứ chưa bao giờ gây nhau. Cho nên là mình nhiều khi một người gây thì người kia phải biết dằn là vậy. Cho nên đúng là con muốn chồng con phải là cái người dằn trước. Nhiều khi con muốn, với lại là lúc nào cũng phải biết nói câu xin lỗi trước. Làm sao nhưng mà không bao giờ nói xin lỗi nè. Chồng em à? Dạ không bao giờ nói xin lỗi trước. Đợi chọc nha con quạo, thật là quạo luôn mà con tức mà tới nỗi con khóc luôn á thì bắt đầu mới xin lỗi. Tức là mình kiểu mình bị hụt hẫng rồi. Nhây á. Dạ nhây rất nhây. Cho cái đam mê con ấy. Với lại là chồng con bị cái là ví dụ như mà người ta nghe, người ta nghĩ là vô duyên, kiểu như giỡn, như mến đồng nghiệp cho nên chọc đồng nghiệp. Nhưng mà chọc nhiều khi lố quá cái người ta buộc. Đó cho nên là nhây, nhưng mà thực tế là thực ra là chồng con thích người ta mới chọc thôi, kiểu vậy. Cho nên là đối với những ai mà chồng con mà giỡn nhây quá là đang chồng con đang gọi là mến, cởi lòng, cởi mở với đồng nghiệp đó, hoặc là anh chị em đó. Còn chứ thực ra thì ví dụ như đi mà không hợp ra là ngồi im re bấm điện thoại không nói chuyện với ai hết. Cho nên là khi nào nhiều người đàn ông có cái tính đó rất ngay ngay gần bản thân cũng vậy. Ví dụ như thân thì mình mới chọc, thân thì mình mới ghẹo,
còn không thì chẳng bao giờ nói. Là kiểu vậy á, nhưng mà con sợ nhiều khi mình bị quá ô về, bị ô về quá đi. Và với lại là chồng con kiểu hơi con nít á, nên là con cần chồng con chững chạc một xíu. Thí dụ như những cái điều gì mà con nói chồng con nít? Chồng nít hả? Nói chung là nhiều lắm chứ. Nói chung là nhiều cái chi tiết mà con nói, con nhận định chồng. Nội cái nhây đó cũng là nít rồi đó, nhây, đúng không? Dạ. Có mê này kia. Có mê game, mê ơ đồ không? Hình như con thấy là hình như đàn ông nào cũng mê game hay sao á ta ơi. Tại vì nếu như mà tại vì bây giờ con đang có em bé, con cần ngủ sớm. Chồng con chơi game, ví dụ như mà con kêu tắt loa thì có thể tắt, nhưng mà cái tiếng của bàn vi tính đó cô cạch vậy nè, nó không ngủ được. Mình ví dụ như mình chơi là con nói là chơi tới 10 giờ rưỡi nha, ok, chơi tới 11 giờ mới hết trận. Đó thì lỡ dính vô trận rồi mà con, cái này cũng thật ra cũng là tật xấu, con không biết phải tật xấu không, nhưng mà cỡ tới 11 giờ á, nguyên một ngày không có chuyện gì hết, tới 11 giờ con đợi tắt đèn đi ngủ hết, con sẽ làm con nhảm. Con nói vậy đó, tại sao anh lại như thế này thế kia. con nói hoài vậy đó, ghét mà chồng con quạo luôn. Bắt đầu 11 giờ con mới đúng bật rồi. Cái, dạ, cái mình nút nói lên. Dạ, khoảng tầm đó con mới bật nút nói chứ ban ngày con không muốn nói chuyện tới. Ủa sao ngộ ta? Có nghĩa là bắt người ta 11 giờ, 10 giờ rưỡi là phải tắt hết. Đó là ngán ngộ đó em. Rồi xong vừa in cái lưng xuống nửa tiếng là tới bả mở cái loa. Đó. Tại vì kiểu như là lúc đó con kiểu như con bực quá con nói không được, thì con đợi khi nào mà tất cả im lặng hết thì lúc đó con mới nói. Thì ở nhà nhiều khi cũng có người nên con không muốn bây giờ cầu nhau hay là chửi chồng hay là gì á. Nên là hai chồng không gây lộn mà vậy, con chỉ có cầu nhau thôi. Và khi mà con cầu nhau lúc đó thì bất lực, không có nói được gì hết. Ủa nhưng mà bây giờ cái tật xấu mà chơi game mà chơi tới đêm thì là cải thiện chưa? Dạ, dạ, bây giờ nhắc nhở rồi mới bây nghĩ. Giờ con muốn chồng con cải thiện, ví dụ như chơi tới 10 giờ là 10 giờ, hoặc là chơi ít nhất là 10 rưỡi trở về trước thôi. Con mong không, muốn con nói luôn đi con. Đó con mong muốn chồng con thay đổi. Dạ, không, bây giờ con muốn chồng con hứa. Đó thôi chồng hứa đi chồng. Dạ đi. Hay có cô Hồng Vân Quốc Thuận ở đây thì con hứa luôn à. Nhìn nó nhìn em, nhìn em. anh hứa với vợ là từ giờ anh nói chơi đến mấy giờ là anh sẽ tự giác nghỉ. Không bao giờ chơi qua 10 giờ rưỡi. Không chơi qua 10 giờ rưỡi. Nghe tới 10 giờ 29 là tắt đó. Dạ. Đúng không? Rồi. Rồi có mong muốn chồng gì nữa không? Với lại là kiểu quan tâm giúp đỡ vợ, tại vì trong thời gian này con đang có em bé thì kiểu như là việc nhà hay này kia nên san sẻ với nhau một chút xíu. Đúng rồi. Đúng. Cô đang tính dặn con. Tại vì con đang bị động thai nữa. Đó. Thì vậy là phải càng không được để vợ buồn, không được vợ làm nhiều quá. Đúng rồi. Với lại con biết không, con sẽ phải chịu được một số những cái trái tính trái nết của vợ con trong quá trình mang thai. Sau khi sinh, có nghĩa là con sẽ phải chịu đựng khoảng gần 2 năm nữa về cái trái tính trái nết của vợ con đó. Phụ nữ mà mới sanh xong là thay đổi khác hơn cái lúc mà đang mang thai. Đang mang thai đã thay đổi rồi nha, sanh xong thay đổi hơn như vậy nữa. Mà con phải chịu đựng cái đó nha. Cái đó không phải là nó là thuộc tính của vợ con đâu. Nó là do hormone, nó thay đổi cho nên nó sẽ như vậy. Nhưng mà sau gần 1 năm em bé nó bắt đầu khoảng 1 tuổi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đó, Đức có muốn con mình sau này vui vẻ không? Lúc nào cũng cười không? Dạ cũng cỡ cỡ con được rồi. À, không, đừng ôi dè quá đó. Nó vui á là trong lúc nó trong bụng mẹ đó, là mẹ nó lúc nào cũng phải vui á. Cho nên cái điều mà chị Vân khuyên thì nói chung là đủ hết rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn khuyên thêm cái nữa là lúc nào cũng vậy, trong cái giai đoạn này nên làm vợ vui. Dạ vâng. Vợ vui thì con sẽ vui và con sao? Sẽ khỏe mạnh. Cô nói nghe nè. Bây giờ con cái vụ game đó con tạm thời con gác qua đi, mà hai đứa sẽ thay đổi bằng một cái hình thức khác, ví dụ như là trước khi đi ngủ hai đứa cùng nhau coi một bộ phim. Đó. Cô nói thiệt đó, hay lắm. Tụi con mà dính vô một cái phim bộ nào tụi con sẽ bị ghiền, hoặc là tụi con một cái phim tình cảm lãng mạn nào đó tụi con sẽ bị ghiền. Coi mới đầu có thể là con chưa quen nha, nhưng mà con coi chừng một tuần lễ thôi là con sẽ bị ghiền. Coi chung á mà cái đó hay lắm nha, thiệt. Mai mốt thứ nhất là em bé nó sẽ rất là nó sẽ rất là thích đó, nhất là những cái bộ phim nào nó có những cái nhạc hay á con, cái nhạc hay này cái nọ nó thích lắm mà. Vợ con sung sướng mãn nguyện, nó bớt okay trái tính trái nết nghe. Rồi nhân hôm nay thì đến với chương trình Vợ Chồng Son thì thôi bây giờ Đức đi đó, bây giờ chú muốn Đức có một cái lời nói gì đó hoặc có một hành động gì đó với vợ mình trong cái kỷ niệm cái ngày quay hình chương trình Vợ Chồng Son này. Con có cái gì mà bí mật hoặc là cái gì đó mà làm cho vợ surprise không? Dạ thì con cũng có nhờ bên ekip mình là chuẩn bị một món ăn. Dạ thì cứ nói với vợ. Dạ nói với vợ. Thì con cũng biết là trước đó từ lúc quen nhau tới giờ là con cũng có chưa có một lời tỏ tình chính thức, với lại là một lời cầu hôn nào đó nó mãn nguyện. Đừng có nói với tôi với Hồng Vân hay với ai, nói với vợ đó. Dạ thì từ lúc quen nhau tới giờ thì anh chưa có một cái lời tỏ tình nghiêm túc cũng như là một cái sự cầu hôn nghiêm túc nào dành cho em. Thì qua chương trình Vợ Chồng Son này thì anh cũng muốn tặng em một bó hoa, thì cũng mong là
Rồi em sẽ tiếp tục làm mẹ của đứa con thứ hai, thứ ba nữa của anh. Anh sẽ thay đổi nhiều hơn vì con và vì em. Rồi, em nhận. Trời ơi, dễ thương quá. Lâu rồi con mới thấy chồng con sến á, chứ thật ra thì con thích hoa mà không bao giờ chồng con tặng hoa cho con hết. Ồ. Rồi vậy là hôm nay phát huy nha con. Dạ, vâng. Đó, phát huy. Nên phát huy một tuần hoặc ví dụ như là một tháng 2-3 lần gì đó là bảo đảm cũng vui hoài à. Mà vui hoài thì con sẽ vui nha. Và khi ra đời là con chỉ có cười mà thôi. Ha. Chúc cho chị số con đi. Chị chỉ nó cái phương pháp in vô trong. Hết trời ơi, chị nó mượn hộ ghê vậy đó ha. Rồi anh trước khi kết thúc thì anh xin chúc cho hai vợ chồng sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là Duyên, mẹ tròn con vui. Dạ con xin cảm ơn cô và cảm ơn chú và cảm ơn chương trình ạ.